Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy Bình Minh và mình là Hà My. Hôm nay thì mình sẽ báo giá các bạn về những cái mẫu xe của bên mình, bảng giá mới nhất mà hiện tại đang bên mình đang bán xe nhá. Ở sau mình đây thì là một dàn Alpha. Nhưng hiện tại các bạn thấy là đi ngoài đường thì 100 xe thì chắc cũng phải đến tầm 40-50 chiếc là Alpha rồi. Alpha thì nó sẽ dành cho nhiều lứa tuổi, trẻ cũng đi được mà lớn tuổi một chút cũng vẫn đi được. Đây là dòng xe rất là chuộng người dùng. Như bạn thấy thì dưới này thì mình đang có rất là nhiều màu xe này, hai màu xanh này, đen, trắng. Ngoài ra nó sẽ có thêm màu đỏ và màu xám mới nữa. Alpha hiện tại thì giá nó chỉ dao động từ khoảng ngoài 18 cho đến ngoài 19 triệu thôi. Còn bạn nào mà yêu thích muốn lên đèn led cho nó sáng này, hoặc là muốn sang vành đúc này, thì nó sẽ giá nó chỉ khoảng 20 cho đến ngoài 21 triệu thôi các bạn nhé. Và hiện tại hôm nay đã là gần 17 tháng 9 rồi, vị chi là chỉ còn có 13 ngày thôi là đã kết thúc chương trình. Và chương trình Alpha hiện tại sẽ được tặng thẻ điện thoại trị giá là 500.000 hoặc là hai mũ bảo hiểm cả đầu của Honda. Vậy nên bạn nào đang có nhu cầu muốn mua Alpha thì hãy liên hệ trực tiếp với mình để được ưu đãi giá tốt, và ngoài ra sẽ được nhiều cái phần quà khuyến mại khi mua xe nhé. Và bên cạnh đó, nó một dòng xe mà mình thấy là khá là ít khi lên video, đó chính là dòng xe Fuel. Fuel thì sẽ có ở trên hai bảng là vành nan và vành đúc. Thì ở đây mình đang có một bản là vành đúc này, màu xanh này. Ở bản này hiện tại bên mình chỉ để giá khoảng ngoài 34 triệu thôi nhá. Và tất cả các dòng xe hiện tại thì bên mình đều có hỗ trợ trả góp. Các bạn chỉ cần trả trước khoảng 20 cho đến 30% giá trị xe thôi là mình đã có thể sở hữu một chiếc xe rồi. Đối với khách hàng ở xa thì bên mình đang có hỗ trợ từ 500 cho đến 1 triệu hoặc có thể là lên đến 2 triệu. Và bạn nào đang có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với mình, và bên mình có hỗ trợ cả nợ xấu. Thì nếu như bạn nào muốn kiểm tra để chắc chắn là có mua được hay không thì hãy inbox cho mình và gửi cho mình căn cước để mình kiểm tra nhé. Và bên cạnh đây là bên mình đang có một chiếc Vario này. Đây là bản Vario 160 màu xanh này. Bản này hiện tại đang được trợ giá rất là tốt. Giá chỉ khoảng ngoài 40 triệu thôi nhé. Và phân khối nó sẽ là phân khối 160. Và hiện tại khi bạn mua Vario 160, bạn sẽ được hỗ trợ trả góp với lãi suất là 0%. Lãi suất 0% các bạn nhé. Hoặc là các bạn sẽ được tặng điện thoại A05S, điện thoại Samsung A05S các bạn nhé. Nhưng mình nói ngay đầu video đấy, các chương trình hiện tại nó chỉ chạy đến hết cuối tháng 9 thôi. Nên bạn nào đang có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với mình. Bên cạnh đây thì mình đang có một chiếc xe Leaf của bản 2025, Leaf mới. Và đây là một màu đen nhám. Bản này thì hiện tại Honda đã cho tích hợp thêm hệ thống phanh ABS. Rất nhiều khách hàng cũng hỏi là bao giờ Leaf sẽ có phanh ABS, thì hiện tại Leaf đã có phanh ABS rồi nhá. Và hiện tại ở bản Leaf mới này sẽ có rất nhiều thay đổi, nhất là thay đổi về trên mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ hiện tại thì được thiết kế rất là, nó sẽ thêm hoa văn đẹp hơn này, được thiết kế thêm hoa văn mới này, đẹp hơn. Và trong cốp xe thì dung tích xi lanh về trong cốp thì nó vẫn vậy, tuy nhiên thì nó sẽ có thêm vách ngăn hộp đồ cũng như là đèn soi hộp đồ để cho các bạn có thể tiện hơn khi đi trời tối. Và ở bản Leaf này thì bên mình đang chỉ để giá khoảng ngoài 46 triệu thôi. Ngoài màu đen này thì ra ở bản này nó sẽ có thêm cả màu xanh nhám nữa. Thì tí nữa ra ngoài sân thì có xe thì mình sẽ quay thêm cho các bạn xem. Ở dưới này thì mình đang có bản cao cấp màu xanh. Ở bản cao cấp thì nó sẽ có hai màu là màu xanh và màu đỏ nhá. Ở bản này thì hiện tại bên mình chỉ để giá khoảng ngoài 42 triệu thôi. Và sẽ có thêm bản tiêu chuẩn màu trắng nữa. Bạn nào ví dụ mệnh kim mà muốn màu trắng thì giá chỉ khoảng ngoài 41 triệu thôi các bạn nhé. Tiếp theo là dòng xe Vision. Vision hiện tại là một dòng xe mà bên mình có doanh số bán rất là tốt, cũng như là đang có cái phần quà ưu đãi là nhiều nhất luôn khi các bạn mua xe. Khi mua xe Vision thì từ khi có chương trình đến giờ bên mình cũng đã quảng cáo rất nhiều về cái dòng, về cái quà của xe Vision rồi. Hiện tại bây giờ bạn có thể lựa chọn một trong ba phần quà, là bạn có thể lấy thẻ điện thoại 500.000 và hai mũ bảo hiểm của Honda, hoặc bạn lấy sạc dự phòng, hoặc là đồng hồ Samsung Galaxy Fit 3 đeo tay nhé. Nói chung là Vision thì thường là những cái dòng xe mà hiện tại Honda khuyến mại cho các bạn rất là nhiều. Và đối với Vision thì cũng đang có rất là nhiều màu, như là nhiều phiên bản các bạn có thể lựa chọn. Như bên cạnh mình đó là màu trắng phiên bản cao cấp. Ở bản cao cấp thì nó sẽ có hai màu là màu đỏ và màu trắng. Ở bản này thì bên mình đang chỉ để giá khoảng ngoài 32 triệu thôi. Và nếu như bạn nào cũng muốn thêm đèn led như hiện tại như xe bên mình đang bục trưng bày này, thì giá chỉ khoảng ngoài 33 triệu một chút thôi nhá.
Ngoài ra thì dưới này thì mình sẽ có thêm màu đen của bản thể thao này. Bản thể thao thì nó sẽ có hai màu là màu đen và màu xám. Ở bản màu đen và màu xám thì bên mình chỉ để giá khoảng ngoài 38 triệu thôi nhá. Vision thì nó sẽ có thêm các màu khác nữa như là màu xanh của bản đặc biệt này hay màu đen bản tiêu chuẩn. Ở Vision hiện tại vẫn có bản khóa chìa, để bạn nào yêu thích khóa chìa vẫn có thể sở hữu được một em Vision bản khóa chìa. Thì ở bản khóa chìa đấy, bên mình chỉ để giá khoảng ngoài 31 triệu thôi nhá. Bây giờ ra ngoài sân thì mình sẽ quay thêm một số các màu khác để cho bạn xem này. Như các bạn thấy ngoài sân thì bên mình đang có rất là nhiều xe. Hiện tại bên mình đang về hầu như đầy đủ tất cả các màu xe cũng như các loại xe. Đây, đây cũng là Leaf màu đen này mà mình vừa cho các bạn xem trong nhà. Bây giờ mình sẽ ngồi thử một chiếc xe Leaf cho các bạn xem cái chiều cao nhé. Chiều cao xe này. Như mình thì mình cao khoảng 1m55 thì mình ngồi rất là thoải mái với chiếc xe Leaf này. Hiện tại mình cũng mặc váy, ngồi cũng đây để chân, chỗ sàn để chân rất là rộng các bạn, để thoải mái nhé. Leaf thì là một cái dòng xe gọi là tiện ích rất là nhiều, cốp rộng này, hộc đựng đồ phía trước cũng rất là lớn, nên là bạn nào mà hay đi xa hoặc là nhiều đồ thì có thể sử dụng Leaf nhé. Leaf là hợp lý. Còn đây là mình đang có một chiếc màu đỏ đây. Như vừa nãy video mình nói là màu đỏ, màu xanh của bản cao cấp thì hiện tại với mình chỉ để giá khoảng ngoài 42 triệu thôi. Và tất cả các mẫu xe thì mình đều hỗ trợ trả góp. Ví dụ như xe Leaf này các bạn chỉ cần trả trước từ 6 đến 7 triệu thôi. Những hồ sơ bạn tốt có thể trả thấp hơn để bạn có thể sở hữu một em Leaf nhé. Bên này thì mình đang có một chiếc xe S21 này. Giờ này mình thấy khách hàng cũng rất là nhiều khách hàng thích S21. S21 đây mình đang có một chiếc của phiên bản đặc biệt màu đen. Ở bản đặc biệt này thì bên mình chỉ để giá khoảng ngoài 6-5 triệu thôi. Và ngoài ra thì sẽ có thêm các màu khác như màu bạc đen hay màu xám thì giá cũng có chỉ khoảng ngoài 65 triệu thôi nhá. Còn bạn nào muốn lấy bản thấp hơn thì nó sẽ có màu đỏ hoặc màu trắng của bản tiêu chuẩn, giá chỉ khoảng ngoài 58 triệu thôi nhá. Đây là màu xám, vừa nãy mình có nhắc đến Grand Pha màu xám. Đây là màu xám mới của bản cổ điển này. Bản này giá chỉ khoảng ngoài 19 triệu. Như các bạn biết thì Everblade 2025 ra rồi. Tuy nhiên thì rất nhiều bạn cũng vẫn thích Everblade của 2024. Thì bên cạnh mình đây là một chiếc Everblade phiên bản đặc biệt của năm 2024. Ở bản này thì bên mình cũng chỉ để giá khoảng ngoài 45 triệu thôi. Và cái màu này thì hiện tại Honda sẽ không sản xuất nữa và sẽ thay thế vào đó là màu xanh nhám của bản 2025. Vậy bạn nào vẫn đang yêu thích màu này thì hãy liên hệ ngay với mình để mình có thể tư vấn cũng như là báo giá cụ thể cho các bạn nhé. Và đối với khách hàng ở xa thì bên mình đều có hỗ trợ từ 500 cho đến 1 triệu và cụ thể có thể lên đến 2 triệu khi các bạn qua bên mình tham khảo cũng như là để mua xe. Và ngoài ra thì đối với những khách hàng ở xa ở các khu vực như là Vĩnh Phúc này, Hà Nội, nếu như mà có nhu cầu muốn mua xe nhưng mà không muốn phải đi xa thì bên mình có thể ship xe tận nơi nhá. Ship xe tại nhà luôn. Chỉ cần bạn có nhu cầu thôi thì mình sẽ lên đường luôn. Và bên cạnh đó bên này là chiếc xe Way RSX này. Đợt này thì mình thấy các phụ huynh mua cho các bạn đi học về dòng xe Quay RX này cũng rất là nhiều. Ở RX thì hiện tại mình đang có màu đỏ đen này, màu đen này. Như đây bạn thấy là có một chiếc xe đỏ đen này, vành đúc. Ở này, bản này thì bên mình chỉ để giá khoảng ngoài 26 triệu thôi. Và đối với dòng xe Quay RX hiện tại thì cũng sẽ được tặng thẻ điện thoại trị giá 500.000 hoặc là hai mũ bảo hiểm cả đầu khi bạn mua xe. Nên bạn nào đang có nhu cầu thì liên hệ ngay với mình nhé. Và chương trình chỉ chạy đến hết tháng 9 này thôi. Nhưng các bạn hãy nhanh tay liên hệ ngay với mình. Ở bên mình hiện tại thì lại sẽ có thêm dòng xe SH nữa. Ngoài SH nữ ra thì bên mình sẽ còn SH nam. Và ở đây hiện tại mình đang có một số mẫu đây để các bạn có thể theo dõi này. SH thì sẽ có ở trên hai bản là SH 125 và 160. Và bên cạnh mình đó là phiên bản SH 125. Nó sẽ có ở trên 3 màu là ở đây mình đang có màu đen này, màu trắng, và ngoài ra sẽ có thêm màu đỏ mận nữa. Và hiện tại SH 125 bên mình chỉ để giá khoảng ngoài 75 cho đến 76 triệu tùy từng màu. Và các bạn muốn biết chính xác xem là cái đoạn chính xác đoạn sau là bao nhiêu thì hãy cụ thể nhắn tin hoặc là inbox trực tiếp cho mình nhé. Ở đây là mình đang có bản phanh CBS này. Còn nếu mà bạn nào mà muốn an toàn hơn lấy sang bản phanh ABS thì giá chỉ khoảng ngoài 82 cho đến ngoài 83 triệu thôi. Còn đối với bản 160 thì cũng có ở trên hai bản, đó chính là phanh CBS và ABS. Thì đối với 160 phanh CBS hiện tại thì giá chỉ khoảng ngoài 93 triệu cho một chiếc xe
Và đối với SH160 phanh ABS thì nó chỉ khoảng ngoài 102 cho đến ngoài 103 triệu nhá. Bên này thì mình có một chiếc SH350 phân khối. Đây là mình đang có màu đỏ mận. Và ngoài ra thì bên mình đang có thêm các màu khác nữa như là màu đen nhám hoặc là màu xám xi măng. Thì hầu như là các dòng xe thì mình thấy màu xám sẽ đắt hơn. Tuy nhiên hiện tại đang có trợ giá rất tốt. Thì tất cả các màu hiện tại bên mình chỉ để giá khoảng 124 triệu thôi. Phân khối 350. Bên cạnh mình thì các bạn thấy đây có một chiếc xe SH350 màu đỏ. Và SH350 hiện tại bên mình thì sẽ có thêm các màu khác nữa như màu đen nhám này hay màu xám xi măng. Và tất cả các màu hiện tại bên mình chỉ để giá khoảng 124 triệu thôi nhá. Giá 124 triệu thôi và bên mình có hỗ trợ trả góp. Nên là bạn nào có nhu cầu về SH, đặc biệt là SH350 thì hãy liên hệ trực tiếp với mình để mình có thể hỗ trợ các bạn với lãi suất tốt nhất và với giá tốt nhất nhé. Và như ngay đầu video mình nói, khi các bạn ở xa đến xem xe này hay đến muốn mua xe mà không muốn phải vận chuyển xa thì bên mình đều có hỗ trợ một cách tốt nhất để vận chuyển cũng như là về những cái chi phí để các bạn có thể đi lại. Bên mình có thể giảm giá từ 500 cho đến 1 triệu hoặc có thể nhiều nhất là 2 triệu khi các bạn có thể đến mua xe. Vậy bạn nào đang có nhu cầu cụ thể về dòng xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với mình để mình có thể hỗ trợ các bạn nhé.